Theo quý anh chị và các bạn thì nghề tư vấn đầu tư liệu có dễ hay không? Và quá trình hành nghề này, tại sao cái tỷ lệ mà thanh loại trong nghề nó tới 90-95%? Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ với quý anh chị và các bạn về lý do tại sao nghề tư vấn đầu tư lại khó đến như vậy và những sự thật bất ngờ mà quý anh chị và các bạn chưa bao giờ biết về nghề tư vấn đầu tư. Chào quý vị và các bạn, mời tới trường quay ngày hôm nay chúng tôi có mời tới anh Linh, một trong những người khá là quen thuộc với kênh FBNC trong cái chương trình Giờ Kết Sổ. Thì để làm rõ với quý vị và các bạn là tại sao trong những cái chia sẻ trước đây của Thắng nói rằng là nghề đầu tư tài chính là một trong những nghề rất khó, nhưng người làm tư vấn đầu tư tài chính thì lại còn khó hơn rất nhiều. Thì trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì xin được hỏi anh Linh là không biết vì sao mà cái nghề này thì có cái tỷ lệ mà thanh loại khỏi nghề lên tới 95%. Thì anh có thể cho vài cái chia sẻ về cái kinh nghiệm làm nghề của mình và để làm rõ hơn, nổi bật hơn cái việc mà nghề này nó khá khó, nó không giống như những gì mà mọi người thường nghĩ về nghề này, cũng như những sinh viên ngành tài chính khi ra trường thì có một cái góc nhìn khá là màu hồng với cái nghề này. Cũng như câu hỏi của anh Thắng thì trước đây Linh, khi mà Linh bắt đầu nghề này ấy, thì Linh cũng bị ám ảnh về một cái tư tưởng nó không được đúng đắn lắm về nghề môi giới, đặc biệt là cái nghề mà quản lý tài chính. Cái tư tưởng đầu tiên là có thể nó xuất phát từ việc là chúng ta bị truyền cái thông tin từ bộ phim Sói Già Phố Wall hay là Big Trade vân vân. Nó làm cho chúng ta có một cái hình ảnh rất là xấu, rất là tệ về một cái người môi giới chứng khoán. Tức là chỉ gọi cho khách hàng thôi và tìm mọi cách để mà thuyết phục được một khách hàng đầu tư. Có cái phần nào mà chúng ta bị một cái mặc cảm, tức là xã hội hiện tại thực sự chưa chấp nhận lắm với cái nghề môi giới chứng khoán, môi giới tài chính và cho nó là một cái nghề một có tính cờ bạc cao hay không? Sự thật là như vậy, bởi vì mọi người ở Việt Nam, đặc biệt là khu người châu Á, thì người ta có một cái bài trừ so với cờ bạc. Suy nghĩ là người ta cờ bạc nó là xấu, những cái việc mà chúng ta thức khuya thức đêm hay là chúng ta ăn may thì nó là xấu. Đó chính là cái lý do mà bản thân những người môi giới chứng khoán, người ta cũng có một cái mặc cảm trong nghề là cái nghề này nó là cờ bạc. Thậm chí đến những người thân quen, những người trong gia đình, họ cũng không hiểu hết được một người môi giới chứng khoán phải làm những cái công việc gì hàng ngày, phải làm sao để giúp được khách hàng đầu tư hay là làm sao để kiếm được khách hàng và duy trì quan hệ với khách hàng. Đấy, vậy xin được hỏi anh là vậy nó khác nhau giữa cờ bạc và cái tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư bất động sản hoặc là tư vấn đầu tư cổ phần cổ phiếu, thì nó có khác gì so với cái việc là đánh bạc cá độ, nó khác như thế nào và cụ thể cái khác nó như để làm rõ cho mọi người cùng hiểu hơn và chúng ta cùng chứng minh rằng là nghề này nó không phải là nghề có tính cờ bạc giống như mọi người vẫn nghĩ. Thì cái quan điểm chứng khoán đó là cờ bạc nó đã ăn khá là sâu rồi. Nhưng mà cái ranh giới của việc cờ bạc và đầu tư nó lại khá là mong manh. Chúng ta cũng biết là bằng cách nào đó chúng ta kiếm được, nếu mà chúng ta theo quan điểm là bằng cách nào đó chúng ta kiếm được lợi nhuận thì nó là đầu tư, hoặc là chúng ta ăn may hoặc là chúng ta xui xẻo thì lúc đấy nó lại trở thành cờ bạc. Tức là nó do cái tâm lý của chúng ta là suy nghĩ theo hướng tích cực hay là suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Nhưng mà cơ bản giữa một cái người tư vấn đầu tư với lại một cái người môi giới, thậm chí môi giới bất động sản chân chính, nó khác so với lại cái hình tượng mà chúng ta suy nghĩ là ở cái chỗ là chúng ta đã bỏ bao nhiêu công sức và bao nhiêu thời gian, bao nhiêu trí tuệ vào việc phân tích, tìm hiểu các thông tin và nghiên cứu về thị trường. Khi chúng ta bỏ càng nhiều thời gian công sức ra thì mỗi cái quyết định chúng ta đưa ra nó dựa trên một cái nền tảng kiến thức và những cái công sức mà chúng ta đưa vào đó, cái xác suất nó cao hơn. Đương nhiên chúng ta không nói là ở đây là đúng hay là sai, lợi nhuận hay là không lợi nhuận. Nhưng mà khi chúng ta đưa vào đó có một cái nền tảng kiến thức và công sức của chúng ta thì nó được gọi là đầu tư. Và nó đương nhiên là nó phải hướng đến việc là chúng ta phải tích lũy những cái kiến thức mà chúng ta học hỏi qua sách vở hay là từ những chuyên gia tài chính để chúng ta có được một cái cách hành động nó khoa học.
thì nó gọi là đầu tư. Còn khi mà chúng ta chỉ tư vấn cái này mua ngay bán ngay, mua ngay bán ngay, không cần quan tâm đến doanh nghiệp nó là gì, không cần quan tâm đến cái miếng đất này nó là to hay là nó là nhỏ, hay là nó nằm ở cái vị trí nào, hay là ngày mai thị trường nó có cao lên nữa hay không, bây giờ cái giá đã nằm ở trên cái vùng mà thị trường xấu hay chưa, thì như vậy nó gọi là đánh bạc, hay là những người có đất, hay là những người mà gọi là không chuyên vào nghề đấy. Đấy cũng là lý do mà khiến chúng ta đào thải đi rất nhiều những cái người môi giới trẻ rất là năng động khi vào thị trường nhưng mà chỉ một thời gian ngắn. Nếu mà mình nói như vậy, anh Linh nói như vậy thì rõ ràng rằng là nó cũng không khác gì những cái nghề khác trong cuộc sống. Vậy thì những người có trình độ học hỏi nhiều, hiểu biết nhiều thì cũng giống như nghề bác sĩ, nghề kỹ sư hay là những nghề khác, thì phần lớn những người giỏi trong nghề, giỏi nhất trong nghề thì sẽ là đạt được những cái thành công nhất định. Đúng. Người làm tư vấn đầu tư thì cũng sẽ là như vậy. Nhưng tại sao cái nghề đầu tư tài chính, nghề tư vấn đầu tư tài chính lại là một cái nghề mà có cái tỷ lệ thanh loại nó được coi là bậc nhất trong tất cả các nghề? Tỷ lệ của nó sống sót trong nghề, tức là những người tồn tại lâu năm, qua 10 năm, qua 15 năm trong cái nghề tư vấn đầu tư là nó rất là thấp. Nó có thể, chúng tôi đưa ra con số thì nó không phải là con số chính xác, nhưng nó chỉ nằm ở tầm khoảng 2-5% những người mà đến ngày hôm nay còn đang tồn tại với cái thị trường hành nghề, có cái kinh nghiệm nghề từ 10-15 năm thì thực sự nó thấp. Vậy nguyên nhân nào mà nó dẫn đến cái câu chuyện là nó cũng là khác với vấn đề cờ bạc, nó cũng cần phải có tri thức, nó cũng phải cần có những cái mà kinh nghiệm, có những cái trải nghiệm trên thị trường, và đặc biệt là càng đào sâu vào tìm hiểu để tìm kiếm cho khách hàng một cái cơ hội đầu tư tốt đem lại lợi nhuận, thì rõ ràng thì nó cũng như bao nghề khác, giỏi thì thành công. Nhưng cách khác biệt ở chỗ là giỏi thì thành công là đương nhiên, người giỏi nhất thì thành công, nhưng những người giỏi thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không chắc là có thể trụ được với nghề. Thì nguyên nhân nào nó dẫn đến câu chuyện đó thì anh Linh có thể chia sẻ với bạn Hiếu trên kênh Thắng ơi vấn đề này không ạ? Thì đầu tiên mình phải làm rõ là, tức là đương nhiên bất kỳ nghề nào thì chúng ta cũng cần có kiến thức. Nhưng chúng ta phải hiểu là những nghề như là bác sĩ, như là giáo viên, thì những cái kiến thức của chúng ta được khoa học và được đưa vào trường lớp một cách rất bài bản. Trong khi cái nghề môi giới chứng khoán là cái cuộc chiến về mặt tâm lý, thì những vấn đề về mặt tâm lý là những vấn đề rất là khó, và con người ta không có những cái sách vở nào cụ thể, hay là không có trường lớp nào cụ thể để mà đào tạo ra những cái con người như vậy. Thì trong cuộc chơi về mặt đầu tư thì nó là liên quan đến tiền bạc, liên quan đến tham sân si, đó là những cái bản ngã lớn nhất của con người. Chính vì cái bản ngã này nó đưa con người từ một người có kiến thức có thể đi sai đường. Và đó cũng là lý do mà một người khi mà bạn đi sai đường thì đương nhiên bạn sẽ bị đào thải. Hoặc là trong khi các bạn chưa tự hội tụ đủ các kiến thức thì các bạn sẽ bị đào thải. Các bạn sinh viên ra trường thì các bạn đâu có được bao nhiêu kiến thức. Các bạn hiểu được bao nhiêu về doanh nghiệp, các bạn hiểu bao nhiêu về dòng tiền, các bạn hiểu bao nhiêu về cái chi phí trong cái việc đầu tư. Khi chúng ta đưa ra một quyết định thường thì là chúng ta sẽ... Cái nghề, ví dụ như chúng ta là bác sĩ, chúng ta bốc một viên thuốc đều đã có sách vở, đã có được dạy hết rồi, chúng ta đã học hết rồi, chúng ta chỉ làm y như vậy. Nhưng cái nghề môi giới chứng khoán là cái nghề mà chúng ta phải đưa ra quyết định hàng ngày. Những cái quyết định này nó lại, con người ta có một cái xu hướng là đưa ra những cái quyết định làm sao cho nó đơn giản nhất. Chính việc đơn giản nhất thì chúng ta đôi khi là chúng ta bỏ qua những cái kiến thức mình biết, những cái rủi ro mình biết. Mà bên cạnh đó thì chúng ta lại làm việc với tài chính, đó là những nguồn tiền. Khi mà chúng ta giao dịch, chúng ta tạo ra một cái nguồn lợi nhuận và nguồn doanh thu cho công ty cũng như bản thân mình. Thì ngay đây ở bên này nó là cục thịt và bên này nó là cục xương. Chúng ta thường có xu hướng là chúng ta cầm cục thịt trước, mà chúng ta không biết được là cầm cục xương có khi còn ăn được. Cái cầm cục thịt thì chúng ta lại rất là khó ăn. Đó là cái bản ngã mà con người rất là dễ mắc phải, và nó cũng đưa đến việc đào thải ở trong cái nghề môi giới chứng khoán. Tôi lại cũng có nghe thấy một số nơi, một số chỗ nào đó thì nói rằng là ngoài cái độ khó về cái giải một cái bài toán, ở đây nó chỉ ra kết quả gần đúng, tức là nó là một cái hàm đa biến. Trong đầu tư, trong kinh doanh thì nó không phải là môn khoa học mà nó là môn nghệ thuật. Tức là nó có tính dự báo rất là cao. Thì ngoài cái yếu tố khó như vậy, nó đã làm cho cái nghề này thực sự là một trong những nghề khó, mà không phải những người có trình độ, có bằng giỏi, bằng khá, tiến sĩ, master có thể hành nghề và thành công trong nghề. Không phải vô lý mà chúng ta thấy rằng là không có thiên tài trong lĩnh vực chứng khoán. Nhưng có một vấn đề khác mà chúng tôi muốn anh Linh làm rõ hơn, đó là ngoài cái khó đó ra, nó lại còn có một cái khó nữa, đó là các nhà đầu tư tham gia thị trường phải gánh thêm một số các cái chi phí khá là lớn, cộng với cái câu chuyện mà vừa phải đảm bảo tư vấn cho nhà đầu tư có lời, lại phải giải quyết cái bài toán là chi phí hoạt động cho các cái đơn vị trung gian. Nó đẩy cao cái việc là
cái bài toán đã khó lại còn khó hơn, thì anh có thể làm rõ hơn cái câu chuyện là những gì cần phải giải quyết của người môi giới mà làm cho nó đã khó lại còn siêu khó, mà theo cái quy tắc thông thường thì thực sự nó là bài toán thực sự không phải ai cũng giải được, và dẫn đến câu chuyện là hàng trăm người tham gia thì chỉ có 2-5 người có thể giải được cái bài toán này. Đồng ý với anh Thắng này, vì là anh Thắng đã nhắc đến một cái yếu tố khá là quan trọng, tức là trong cái bài toán này chúng ta có cái tổng nó đã lớn hơn không hay chưa, là một bài toán khó. Cái lúc trước mình nói là về mặt tâm lý chúng ta có thể bỏ qua, nếu mà một người giỏi, người ta luyện bao nhiêu năm kinh nghiệm có thể bỏ qua được bài toán về tâm lý. Cái bài toán có tổng đã bằng không hay chưa thì đây là một cái bài toán khó. Và một cái góc nhìn nữa em có thể làm rõ cho anh Thắng biết, đó là góc nhìn ở về vị thế. Thì thứ nhất là cái bài toán có tổng bằng không hay chưa, chúng ta cũng biết là các doanh nghiệp trên sàn đa số của chúng ta là có lợi nhuận dưới 20%. Thực tế là như vậy, 20% là chúng ta phải tính là ở trên cái vốn chủ sở hữu, trên cái tài sản thực của doanh nghiệp rồi. Và hàng năm nó mang lại cho doanh nghiệp, tức là lợi nhuận sau thuế chia cho vốn chủ sở hữu. Đúng rồi, cái ROE đấy, cái ROE của doanh nghiệp nó dưới 20%. Rất ít doanh nghiệp mà có cái mức trên 20%. Đấy. Tuy nhiên thì cái giá của cái giá cổ phiếu thì thường là nó giao dịch cao hơn so với cái book value của doanh nghiệp. Chính điều này thì đem chúng ta cái tỷ lệ chiết khấu, tức là tỷ lệ 1:E là nó nằm dưới 20%. Nó càng thấp hơn nữa có thể là nó xuống dưới 10%. Thì ở đây nó đưa lên một bài toán tổng bằng không. Tức là cái tương quan giữa giá đang giao dịch và cái tỷ lệ mà lợi nhuận của doanh nghiệp. Đúng, chính xác. Chính điều đây đưa lên tỷ lệ là tổng bằng không. Tổng bằng không ở đây tức là cả cái chi phí giao dịch và cái lợi nhuận nhà đầu tư được nhận nó chỉ nằm ở cái mức mà 1:E thôi. Đó là cái mức hợp lý của thị trường, một thị trường bền vững mà không có yếu tố về mặt đầu cơ. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta phải biết là nhà đầu tư, những môi giới chứng khoán để tìm kiếm những cái nhà đầu tư có thể mang về lợi nhuận hàng ngày nó khá là khó. Khi mà người ta chỉ quản lý trong danh mục tài sản của mình chỉ vài ba tỷ mà có yêu cầu là có cái thu nhập khoảng 1.000 đô, 2.000 đô một tháng, thì chúng ta phải mang lại một cái doanh số cho công ty nó nằm ở khoảng là 3-4.000 đô. Nó đem đến là gần như là nhà đầu tư đã mất đi khoảng là 20% chi phí, bao gồm và lãi vay khoảng 14-15%, và cộng với khoảng 10% là chi phí về mặt phí giao dịch. Ý anh đang muốn nói tới là cái ngoài cái kỳ vọng mà khi tham gia đầu tư á, thì phần lớn các nhà đầu tư là kỳ vọng cái mức lợi tức của họ là 15-20% cho một năm, thì nó lại còn có một cái khoản nào đó đội lên nữa, đúng không anh? Đúng, chính xác như vậy. Ngoài cái khoản đầu tư, cái lợi nhuận là 15-20% là cái mặt trung bình. Nếu mà nhà đầu tư có cái kiến thức về mặt trung bình đạt được thì nó sẽ đạt được khoảng 15%. Tuy nhiên thì ở đây nó lại đội thêm một cái khoản chi phí lên nữa là khoảng 15-20%, bao gồm phí giao dịch và những chi phí này là nó cụ thể là những chi phí nào nhỉ? Chúng ta cũng biết là bây giờ cái chi phí lãi margin trên thị trường nó nằm ở khoảng là từ 12-16% đối với nhà đầu tư cá nhân. Đấy là khi mà các bạn có cái khoản tài sản là từ khoảng 5 tỷ thì nó mới giảm xuống được tới 12%. Nhưng mà nếu các bạn có những cái tài sản ít hơn thì nó có thể là nó phải chi phí đến tới khoảng là 16%. Đó là cái khoản chi phí rất cao nếu mà các bạn đây mới chỉ dùng margin 1:1. Còn sử dụng margin mà trồng margin thì nó lại tăng thêm một cái khoản chi phí nữa. Thì đấy là chúng ta sẽ mất khoảng 12-15% là chi phí lãi vay. Vậy là nếu vào vay một tháng thì chúng ta mất trung bình khoảng 1%. Đúng, chính xác, chúng ta mất trung bình hơn 1%. Hơn 1% một chút, thì cho là 1% bởi vì có thể là dùng không hết tháng. Đúng, chính xác như vậy. Nhưng mà chúng ta lại còn mất thêm cái chi phí giao dịch nữa. Cái chi phí giao dịch bao gồm là chi phí giao dịch trên tài khoản gốc của chúng ta. Nếu mà một người mà người ta xoay vòng nhiều tài khoản một chút xíu thì nó khoảng là mất 1% một tháng. Là phần là phí mua và phí bán, đúng không anh? Phí mua và phí bán và thuế nữa. Thuế. Chúng ta là khi mà bán ra thì sẽ có thuế. Là trên thị trường bây giờ thì cái phí mà chúng ta bị chịu nhiều nhất là nó có khoảng là 0,45% một lần mua. Lần bán thì cũng 0,45%, cộng thêm với 0,1% tiền thuế nữa. Chúng ta chưa tính là tiền phí lưu ký cổ phiếu. Đấy, thì các bạn thấy là nó khá nhiều. Nếu mà các bạn giao dịch một vòng nó đã hơn 1% rồi. Đương nhiên là nếu mà các bạn giao dịch với tài sản lớn hơn khoảng hơn 1 tỷ thì nó giảm xuống một chút xíu. Nhưng mà cái vòng quay liên quan đến cả cái tiền mà các bạn vay nữa. Các bạn vay, các bạn mua, các bạn cũng phải trả phí và thuế cho cái khoản tiền các bạn giao dịch đấy. Chính điều đó nó đội lên khoảng 1% đối với một cái người mà giao dịch khoảng trung bình. Tức là một tháng giao dịch một lần thôi. Đúng, giao dịch một lần thôi. Rồi. Mua và bán thì các bạn đã mất thêm 1% nữa rồi. Thì nó đội lên. Thì là một năm là đã chưa gì, đã gọi là thắng thua chưa biết, nhưng mà đã mất 12% rồi.
Đấy, 12, khoảng 12% mới chỉ là phí vào thuế. Thế phí là thuế thôi. Đấy chưa tính đến lãi margin. Cứ tạm cho là những nhà đầu tư mà gọi là có cái tính không phiêu lưu lắm thì họ không vay. Thì họ mất 12%, cộng với cái kỳ vọng của họ là 15% nữa thì nó đã lên tới mức 27%. Nếu kỳ vọng mà cao hơn khoảng 20% thì là nó sẽ đẩy lên cái mức kỳ vọng lợi nhuận là phải đạt được. Để có mức lợi nhuận 20% là lên tới 35% rồi. Vậy thì cái 35% này thì thực sự có phải là bài toán khó đối với cái câu chuyện mà thực tế mà trong kinh nghiệm nghề của anh không? Chúng ta không phải là bài toán khó, mà nếu mà xét về mặt bằng chung, một người có cái kiến thức trung bình, bỏ ra một cái thời gian trung bình hàng ngày thì nó là bài toán không thể, bài toán bất khả thi chứ không phải là bài toán không thể. Nghe nói đâu thì các cái quỹ đầu tư huyền thoại trên thế giới thì mức trung bình sinh lời của họ trong nhiều năm thì nó cũng chỉ đạt cán đâu 18-20% thôi. Đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Đó là những cái quỹ đầu cơ mà người ta giao dịch những khoản tiền lớn, người ta có thể tác động trực tiếp với doanh nghiệp và làm mua được những cái mức giá mà hời hơn giá thị trường. Còn chúng ta biết là như quỹ Dragon Capital trên thị trường Việt Nam quản lý một cái khối tài sản cũng khá lớn. Thì họ chỉ nói là họ đầu tư trong vòng khoảng 10 năm ở thị trường Việt Nam chỉ đạt được 10% thôi. Và đấy là cái khả năng tối đa họ, mà trong khi họ cầm tiền tỷ đô một cái khoản, gọi là market maker. Đúng, họ là họ tạm gọi là market maker hoặc là follow theo market maker. Thì họ đã có được một cái áp lực lớn như vậy. Thì chỉ khi mà nếu các bạn muốn mà có cái mức lợi nhuận đạt kỳ vọng trên 20% thì các bạn phải là một, các bạn có phải có một cái năng lực rất lớn, các bạn có những cái nguồn thông tin rất là giá trị, các bạn bỏ ra rất nhiều thời gian công sức để follow theo bên này bên kia. Đương nhiên thì nhà đầu tư nhỏ lẻ nó có lợi thế so với nhà đầu tư tổ chức lớn, là chúng ta có cái việc xoay vòng tài sản lớn hơn và chúng ta tận dụng được, ví dụ một tháng này chúng ta lời 2%, tháng này lời 2% thì chúng ta tích lên, nó phải tăng lên một cái tỷ lệ cao. Nhưng đa số là không thể làm được việc đó. Tại vì tỷ lệ mà đúng sai trên thị trường thì đôi khi có một số nhà đầu tư được cho là những huyền thoại đầu tư trên thế giới thì cái tỷ lệ này họ đẩy lên đến mức 7-3, tức là phần thắng là 7, phần 3 là có những giao dịch bị fail trong cái giao dịch ngắn hạn, thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện là phần thắng phải bù cái phần thua, tức là cái phần mà những giao dịch phải cắt lỗ. Thì rõ ràng là đưa được một cái tỷ lệ thành công ở cái mức là trung bình một năm được từ 35% trở lên thì thực sự nó là bài toán khó. Và chính cái khó này liệu có phải là cái rào cản để thanh loại những người trong nghề hay không? Đương nhiên đây là một cái phần chính mà thanh loại cái những người trong nghề, bởi vì chúng ta rất khó để đạt được cái kỳ vọng lợi nhuận của khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân. Cái kỳ vọng thường là rất cao. Đấy, thì đó là một cái bài toán thanh lọc. Nhưng mà chúng ta cũng phải xác định thêm một yếu tố nữa. Tức là chúng ta biết là tại sao nếu vậy thì chúng ta 73 chúng ta phải được 30% những nhà đầu tư có lời chứ, nhưng không phải như vậy. Ngoài ra thì chúng ta lại còn phải xác định là cái vị thế của chúng ta là vị thế yếu, chúng ta là nhà đầu tư cá nhân, chúng ta không nắm chắc thông tin. Cái nguồn tiền lớn được đầu tư thì đương nhiên là những cái doanh nghiệp niêm yết là một, nếu mà người ta có mục đích, người ta gần như người ta chiếm trọn cái tài sản rồi thì nó làm giảm cái tỷ lệ thắng của nhà đầu tư cá nhân xuống. Cộng với những cái tổ chức chuyên nghiệp nữa thì nó lại hút vào một cái tỷ lệ nhất định nữa. Bởi vậy nên là theo quan điểm của mình trên thị trường nó chỉ có khoảng là 5-10% nhà đầu tư tùy vào giai đoạn có được cái thắng lợi. Đương nhiên là chúng ta cũng biết là có những cái giai đoạn mà thị trường uptrend thì là gần như là 99% được lời. Nhưng mà qua một cái giai đoạn downtrend thì chúng ta không chỉ mất hết tiền lời mà chúng ta còn mất thêm cái tiền lỗ nữa. Vậy là tính cái vị thế dài hạn cho 5-10 năm thì rõ ràng là những năm có thể dễ dàng kiếm lợi nhuận, bù đắp đi những năm khó kiếm lợi nhuận, thì cái kết cuối cùng cho phần lớn các nhà đầu tư trên thị trường có thể nói một câu khẳng định rằng nó phải nằm tới 90-95% các nhà đầu tư là thua lỗ. Và được cái điều này cũng có thể là đã kéo theo những người môi giới phía sau, khi mà các nhà đầu tư của mình giống như là những con gà bị vặt lông, hoặc là giống như là những chú cừu bị xén lông, rồi cuối cùng tài sản không còn nữa, thì các nhà môi giới và các nhà tư vấn đứng vai trò là người tư vấn đầu tư thì không tìm kiếm được đúng và những cái vị trí, những cái vị thế để đem lại cái lợi ích cho nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư chia tay thị trường thì cũng đồng nghĩa với việc là các nhà môi giới này sẽ phải đi tìm khách hàng mới hoặc là phải chia tay cái thị trường. Thì đây cũng có thể là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều những bạn trẻ sắp tới đây đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đang làm nghề tài chính hoặc đang học trong lĩnh vực tài chính, thì có một cái góc nhìn có thể là bớt màu hồng hơn so với cái nghề được cho là hái ra tiền, được cho là làm giàu nhanh chóng.
và rõ ràng nó không nhanh chóng như các bạn ấy nghĩ. Và hơn hết nữa thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, cũng cảm ơn anh Linh đã sẻ chia thêm những cái thực tế, những cái bản chất đúng của nghề để làm rõ hơn cái câu chuyện là chúng ta thực sự đang đi trên cái con đường, đi trên cái nghề nó rất là khó. Và sẽ mong rằng là cái sự kiên trì của những bạn trẻ đam mê trong cái lĩnh vực này thì vượt qua những cái khó khăn ngắn hạn, trong những thời gian ngắn hạn, để có thể là giành được những cái thành quả và đeo đuổi cái nghề và đem lại cái lợi ích cho khách hàng của mình, làm cho khách hàng của mình ngày càng lớn mạnh hơn, đồng nghĩa với câu chuyện là mình sẽ gắn bó lâu hơn với nghề và chính bản thân mình cũng sẽ được hưởng lợi ích không hề nhỏ từ cái việc là mình đem lại cái kết quả đầu tư cho khách hàng. Thì để kết thúc cái video ngày hôm nay thì tôi có thể hỏi thêm anh Linh một ý khác, tức là nếu như mà trong cái câu chuyện chúng ta đang phải đảm bảo cái vấn đề chi phí nó khá là lớn, nó đội lên gần như là 50% trên cái phần lời, chưa kể rằng là cái việc chúng ta tìm kiếm cái cơ hội là không có hiệu quả, tức là chúng ta chỉ hòa vốn thì chúng ta cũng đã chót lỗ mất 12-15% rồi. Vậy thì để giải quyết cái bài toán này thì chúng ta có cách nào là không giải quyết cái câu chuyện mà giao dịch nhiều nữa, mà một năm chúng ta chỉ giao dịch một lần thôi, hoặc là nhiều năm chúng ta chỉ giao dịch một lần thôi, thì nó có bất cập với cái lợi ích của người làm tư vấn, tức là đứng vai trò là người trung gian. Tức là ở đây chúng tôi vẫn băn khoăn rằng là nếu như mà cân bằng lợi ích theo hướng đó thì nó có hiệu quả hay không, và người tư vấn thì sẽ được hưởng lợi ích gì, và làm cách đó thì nó có phải là cách phù hợp không, hay có một cách nào khác để những bạn trẻ, những người đang hành nghề có cái phương hướng tốt hơn. Và tôi biết được rằng là phần lớn những bạn đang hành nghề trong cái lĩnh vực tư vấn này thì cũng đang đặt ra những câu hỏi như thế để tìm kiếm được cái giải pháp. Thì anh có một cái giải pháp nào đó để vừa đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, vừa đảm bảo lợi ích của người làm công tác tư vấn, mà lại cũng vừa đảm bảo được cái sự phát triển của thị trường ngày càng bền vững hơn hay không? Cảm ơn anh Thắng đưa ra một cái câu hỏi rất là hay. Thì có những cái cách sau mà để chúng ta có thể theo đuổi được. Một là chúng ta phải vào cái tỷ lệ là 5%, tức là chúng ta siêu sao. Mình thì mình không nhận là một người siêu sao như vậy, nhưng mà mình cũng cố gắng là theo đuổi cái con đường này nó... Cố gắng là người giỏi nhất. Không, cố gắng là theo đuổi con đường này dài hạn, không bị đào thải sớm. Mình không cố gắng vào 5%. Bởi vậy nên mình cũng có những cái hướng khác. Cái hướng đầu tiên là chúng ta hạn chế việc giao dịch để tiết giảm cái chi phí đầu tư của chúng ta xuống. Nếu mà chúng ta chỉ giao dịch một năm một vài lần thì đây cũng là cái hướng mà những nhà đầu tư thành công thực hiện, và họ hưởng lợi nhuận là từ việc tăng của lợi nhuận doanh nghiệp, không phải là từ việc trading mà kiếm được những cái ở những con sóng. Thì đấy là cái cách mà chúng ta tiết giảm cái lợi, tức là các nhà đầu tư mà đứng vai trò là người cho chúng ta tư vấn thì họ sẽ sẻ chia cái lợi ích, cái phần lợi tức cho chúng ta, hay là chúng ta sẽ hưởng lợi ích từ đâu ạ? Ta là người làm công tác tư vấn mà. Thì về dài hạn thì chúng ta có được tăng được cái nguồn khách hàng lên, cái giá trị khách hàng tăng lên, thì chúng ta sẽ tăng được cái phiếu hồng trên mỗi lần người ta giao dịch. Ví dụ khách hàng bây giờ thay vì là các bạn chỉ tư vấn một khách hàng 2-3 tỷ thì họ lỗ, thì chúng ta có thể quản lý đến khoảng 100 tỷ. Khi mà chúng ta làm Buffett ông nói là chúng ta phải xây dựng cái thương hiệu của chúng ta 20 năm chúng ta nâng cái NAV lên, và người ta thấy là chúng ta mang lại lợi ích cho khách hàng thì không phải là chuyện 1-2 năm nhé. Nó có thể là 5 năm, 10 năm chúng ta mới mang lại cái lợi ích cho khách hàng, người ta tin tưởng, người ta giao cái tài sản cho mình, thì các bạn có được một cái nguồn tài chính lớn hơn. Thì các bạn lúc đấy thì cái việc người ta giao dịch ít nhưng mà vẫn mang lại chi phí. Cái điều thứ hai là nhà đầu tư, bản thân nhà đầu tư người ta cũng phải nhận thức được, tức là cái công sức của các bạn để bỏ ra đưa ra một vài cái quyết định nhưng mà nó rất chính xác để đem lại lợi nhuận nó rất lớn. Và nhà đầu tư phải có một cái tư tưởng là chia sẻ cái lợi nhuận đấy cho khách hàng, cho người môi giới, người quản lý tài sản của mình, để mà người ta có cái nguồn chi phí, người ta đi làm việc này làm việc kia, người ta còn nghiên cứu thông tin. Chứ mình cũng làm với rất nhiều nhà đầu tư và đến thời điểm này vẫn lời khoảng hơn 100-200% trong vòng khoảng 2 năm. Bây giờ cũng nhiều người ta không có tư tưởng đấy, tức là người ta bỏ qua, người ta nghĩ là người ta chỉ trả cái chi phí giao dịch cho công ty chứng khoán là tức xong. Là đánh, tức là ý anh muốn nói rằng là các nhà đầu tư cũng phải nâng cao cái nhận thức về câu chuyện đánh giá cái giá trị tư vấn. Chính xác, nhà đầu tư cũng phải nâng cao cái nhận thức của mình về việc đánh giá cái giá trị tư vấn và những cái lợi ích đem lại, không phải là may mắn. Có những nhà đầu tư là qua một thời gian người ta thấy nhân viên tư vấn này có lợi nhuận, thế là người ta không nghe nhân viên tư vấn, người ta nghĩ là cái này là do mình bản thân mình đưa ra cái tư vấn, nên đưa ra cái quyết định nó đúng và bỏ qua cái việc công sức của nhân viên tư vấn. Thời gian sau mình hầu như là mình thấy những nhà đầu tư đấy lại lỗ trở lại và mất đi rất nhiều lợi nhuận hay là rút khỏi thị trường. Thì đó là bản thân nhà đầu tư cũng phải nâng cao cái nhận thức của mình, việc chia sẻ những cái lợi ích mà mình có được lỗi trong nhận thức của nhà đầu tư. Chính xác, đó cũng là một phần.
Còn có cách nào khác để chúng ta giải quyết cái bài toán này không? Ví dụ như nhiều người thì bảo là trong thị trường khó đi kiếm ăn bằng việc đi tham gia phái sinh hay chứng quyền, hay là sử dụng các cái giải pháp tức là nghe thông tin nội gián, hay là dùng nhiều số cái biện pháp nào đó mà bảo đổ lỗi cho rằng là thể chế của chúng ta rồi cái thế này thế khác, doanh nghiệp của chúng ta có những cái chiêu trò, thì có nên đi theo con đường đó không, hay chúng ta nên đưa ra một cái gọi là lời khuyên hay cái lời nói để cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn vấn đề này? Đương nhiên thì ở đâu thị trường nào nó cũng có tiêu cực, nó tạo ra biến động, thì nếu mà chúng ta là người tỉnh táo, chúng ta không phải là người quá tham sân si, thì chúng ta lại càng nhìn thấy cơ hội trong cái thị trường mà loạn. Người ta gọi là thời thế tạo anh hùng, hay là thời loạn để mới sinh anh hùng. Đúng. Là như vậy. Thì nếu mà chúng ta đi một cái con đường đúng thì chúng ta không lo đến những cái vấn đề người này sai người kia sai, bởi vì chúng ta nhìn thấy thì tại sao chúng ta phạm phải. Đấy thì đó không phải là vấn đề. Còn cái chuyện mà tham gia thị trường phái sinh hay không thì nó cũng là một cái bài toán có tổng dưới không khác. Mình nói ở đây là bài toán dưới không chứ không phải là bài toán có tổng bằng không. Và mọi người lại phải nghiên cứu về cái cách ứng phó với thị trường đó, thì có nếu có thời gian phù hợp thì mình sẽ tư vấn cho mọi người từng cái thị trường một khác nhau. Cái cách làm sao kiếm được lợi nhuận ở trên từng cái thị trường đó. Nhưng mà rõ ràng là cái bài toán nó cũng không dễ, có những nhiều thứ nó nằm ở ngoài cái suy tính của bản thân mình, cái nguồn kiến thức của mình, hay là cái nguồn thông tin của mình, cái vòng tròn kiến thức của mình nó cũng không hẳn là nó bao quát được hết thị trường. Và chúng ta phải chấp nhận, thậm chí nhà đầu tư cũng phải khi mà đã hiểu được đó thì phải chấp nhận là hiểu người môi giới cả cái lúc thắng và lúc thua. Chúng ta có thể nói là chúng ta có thể thua một trận đánh, nhưng mà chúng ta phải thắng cuộc chiến dài hạn. Nếu muốn thắng cuộc chiến dài hạn thì chúng ta phải đoàn kết, chúng ta phải hiểu lẫn nhau, thông hiểu lẫn nhau, thì đó cũng là cái mà mình muốn thông qua đây. Thì một là các bạn môi giới trẻ cũng phải hiểu được là cái trách nhiệm của mình với những cái tài sản mà mình đầu tư. Thứ hai là nhà đầu tư cũng nên hiểu được là cái công sức và cái việc mà các bạn thuê được một cái người môi giới có tầm và có tâm nó khó đến như thế nào. Như vậy thì có thể là chúng ta hiểu rồi rằng là cái giải pháp để có thể là gắn bó trường tồn với lại cái thị trường này và tránh mình là người trong số những cái người bị thanh loại khỏi thị trường, thì chúng ta phải có cái góc nhìn sâu hơn, dài hơn và đi chuyên sâu hơn vào những cái lĩnh vực, những cái điểm đến, những ngành nghề kinh doanh, những điểm đến mà chúng ta định tư vấn cho khách hàng, và nâng cao hơn nữa cái đạo đức nghề nghiệp để có thể đem cái giá trị tài sản của khách hàng ngày càng lớn hơn. Chúng ta không phải là quản bao nhiêu khách hàng mà chúng ta quản giá trị tài sản là bao nhiêu. Và cái việc mà là bao nhiêu đó nó lại bắt nguồn từ một con số nhỏ, thì đó là một thành công lớn của người hành nghề. Có thể anh chị và các bạn có thể là qua cái câu chuyện của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái việc mà tìm kiếm chọn cho mình được một người gọi là tiên sinh Khổng Minh để tư vấn, để có thể đem lại cho mình những cái điểm đến đầu tư tốt, và là một người làm công tác tư vấn có tâm để luôn luôn đồng hành cùng với anh chị và các bạn, không chỉ trong một vài tháng, một vài năm, mà có thể sẽ là đồng hành, vừa là người đồng hành, vừa là người bạn, vừa là người sẻ chia trong một cái lĩnh vực mà nó không phải là cái lĩnh vực quá rộng trong xã hội nhiều người tham gia, để có những lúc vui, lúc buồn, lúc thành công, lúc thất bại. Như vậy là sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì rất cảm ơn Linh đã tham gia với cái chương trình đồng hành cùng với thị trường chứng khoán tài chính, làm công tác đầu tư cũng như là đồng hành cùng với Thắng ơi. Mong rằng là trong thời gian sắp tới sẽ được gặp anh Linh nhiều hơn để sẻ chia những cái kiến thức, hiểu biết cũng như là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của Linh đã trải qua trong suốt 5-7 năm làm và thực hành trong cái nghề đầu tư này. Thì hy vọng rằng là những gì mà anh Linh đã vấp phải, hy vọng rằng là những gì thành công mà anh Linh đã có được thì hãy sẻ chia hết cho cộng đồng để có thể góp phần làm cho cái thị trường ngày càng minh bạch hơn, cho cả những bạn trẻ đang tham gia cái lĩnh vực này có thêm nhiều cái động lực, có thêm nhiều cái hoài bão để gắn bó và theo đuổi nghề. Cảm ơn anh Linh rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại. Mình cũng có một lời nói cuối cùng, tức là bản thân mình cũng theo dõi anh Thắng phát triển kênh YouTube cũng khá lâu, và mình nghĩ là thị trường này cần nhiều hơn những người như anh Thắng, mà cũng cần anh Thắng có giữ gìn sức khỏe để mà làm được nhiều cái video hơn, chia sẻ những cái góc, nhiều góc cạnh hơn từ thị trường chứng khoán. Cảm ơn Linh nhiều. Thị trường có thể nâng cao được cái nhận thức về Xin cảm ơn Linh.